Chào chị Lon. Ơi, cảm ơn anh thương dạy. À, con Lu Subu. Lu sa, Lu Subu hả? Subu. Ủa nó có cái tên ngộ vậy ta? Con ai vậy? Tên về cái đèn chưa? À. Chưa xong tên vậy. Để đâu rồi? Hãy kêu con Bôn xuống, cảm ơn nè, trời ơi. Nó dễ thương quá. Lu Sabu là nó lai Doraemon rồi. Nó có cái gậy quay luôn kìa. Cái chọc chọc Lu gì? Lu Sabu. Lu Sabu. Lu Sabu. Lai Doraemon. Ủa gọi này giao chơi hết cho em. Ủa cái này mình có nhận quà chưa? Quà hả? Ôi trời ơi, trời ơi đẹp quá ta. Khui ra, khui ra. Dễ thương quá đi. Chỉnh cái dây lại, chỉnh cái dây lại. Con nó còn luôn chú bu đúng không? Cái đầu nó bu bự quá ta. Ôi ảnh đổi sao đẹp quá vậy. Là bu bu. Là bu bu, không phải là luôn chú bu. Tại vì lon cái bọn nó bỏ trong cái thùng á, nó bóp cái dây, nó bóp cái bìu ngang xuống á. Nó bóp bìu ngang xuống em tưởng lời, nó bóp. Nè, lên cho em đi. Cho tiêm cái luôn. Thôi, tiêm nhắc đội nóng đó không? Đã nuôi rồi, quá trời rồi. Chị Lon ơi, chị xài kem gì mà nước da trắng đẹp quá trời vậy? Chỉ cho em với nước da sao giờ nó đen quá. Đây mày làm lâu buồn em. Nước da tôi cũng y chang vậy hả? Tại hơn nữa. Xài kem kinh đi đó. Thì nước da em hơi đen vậy nè, bây giờ nước da hơi đen vậy nè, mình xài kem trắng à? Kem dưỡng trắng à? Thì dưỡng trắng, trắng ra là trắng thôi. Trời ơi đã vậy ta. Mà đi đâu nhớ nút nha, nút trong bụi gặm bụi che đồ đó là nắng nó không có táp. Sức vô mà phải nắng phải che nữa. Kem mình cũng phải quay lại mình coi thì kia đó là đủ tắm hết là được. Dạ. Yeah. Có clip rồi. Nào, đang bán kem được luôn. Từ ngày mà chị Hồng Loan bán kem lên là cái da của chị nó trắng nó mịn hơn nhiều lúc trước đó chị. Em nói thật. Cầm vía. Phải vì bán sớm xíu là đỡ biết bao nhiêu nói. Trời ơi. Bán sớm xíu nữa là đâu có tiền đâu mua kem, biết xài kem đâu mà mua. Cũng có tiền mua kem nữa. Lát của em có like nên sao thấy có bò đó. Không, em định like. Cái em kia bò lên. Cái có công việc đột xuất em đâu có báo đâu. Cho bò lên đi chơi. Em hành mà. Dắt từ quận dưới từ hai lên tới cái này. Nói về đi đâu lại đâu. Hận rồi em suốt đời. Tự nhiên hận em dạo đó luôn. Nói cho bà ác cái tường cái gì. Đã dạo ngộ quyền của em. Trời che mặt. Trời nóng quá mà đổ mụn luôn. Trời thiệt. Và em thấy xả xuống thấy hai người nói chuyện quá trời tâm sự gì mà chỉ quá trời vậy. Em dám nói là chị ngồi cái tuổi thôi lỡ ngồi nha không có chồng chết. Tính của bò nóng lắm. Không của bò rất là dễ thương nha. Dạ dễ thương mà dễ thương. Dạ, lần đầu tiên cho phép hậu nhân mến chào cả nhà đang xem trên kênh. Hiện tại đây là hậu nhân vlog. Kế bên anh tên gì vậy? Anh tên là Nguyễn Hội KB. Hội KB hả? Chào chị. À, chị kênh của mình là du lịch cuộc sống. Mình cuộc sống hả? Xin chào cô chú khán giả cộng đồng mạng ha. Dạ. Dạ, hôm nay là ngày 9 tháng 10, 2024 rồi nha. À, mấy anh em có một cái thông tin cực kỳ nóng cũng như là hết hồn và đang rất là sợ. Rung người luôn. Khi mà hay được thông tin về mẹ con cô cháu gái đó, mới đây thì cô Sáu cùng là chú Sạc đó, nghe gì không? Đội thưa mấy anh em YouTube trên mộ nè. Ừ, cái nhất không? Thấy ghê không? Có, nghe sốt lắm luôn á. Thưa anh em YouTube trên mộ và cấm anh em YouTube trên mộ không được quay nữa.
Theo chị cảm nhận vậy thấy sao? Thấy theo cảm nhận của du lịch cuộc sống thì thấy vô lý. Quá vô lý. Lấy quyền gì tư cách gì? Chỉ cái quyền này chỉ có một mình duy nhất là Hồng Loan mới có cái quyền này thôi. Còn những người bên đó hả là cái gì mà làm dụng quyền, nói là cấm YouTube không có được quay ở trên mộ. Người ta lạm dụng cái quyền là người ta là em gái. Em gái thì em gái có bằng con không? Con thì sao tao vẫn hơn chứ. Người ta đã quyền, có nghĩa là khi mà đi ra tòa Hà Nội, người ta đã xác nhận như thế nào, tòa ở Hà Nội người ta xác nhận là Hồng Loan là người con gái hộ pháp duy nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thì đương nhiên cái quyền đó chỉ có mình Hồng Loan mới có quyền thôi. Mà em thắc mắc cái chuyện này nữa là chị, trước giờ cái nhà thì không có cấm mà tự nhiên bây giờ lại cấm đó. Chuyện này mới là cái chuyện dây cấn nè, trước giờ không cấm cái này mới đáng bàn vô. Nghĩa là hồi xưa giờ, hồi trước bây giờ, từ cái đầu drama tại sao không làm, mà tới giờ cái drama nó cũng sắp kết thúc rồi bắt đầu mới lại làm việc này. Thấy nó vô quá là vô lý đi. Cô chú khán giả đồng mạng mình thấy không? Nếu mà cô chú đồng mạng mình thấy anh em YouTube ở đây chia sẻ vậy là đúng, thì cho anh em YouTube ở đây ba kênh YouTube cho một like, một lượt đăng ký để cho phát triển kênh. Theo như anh quyền thoại KB nha, theo như anh cảm nghĩ á, tại sao trước giờ mà cô Sáu không làm vậy, bây giờ cô Sáu mới lên, cô Sáu đứng nói vậy? Theo anh á, bả hay bây giờ thấy bả giống như bả hết thuốc chữa rồi. Bả đi ra đúng rồi. Cái nhất không có hút nào chữa được luôn hả? Tại vì không cứu được hả? Đúng rồi, tại vì bả còn mang tuồng mạng bây giờ đang dồn dập bả quá. Dồn dập luôn, đúng mà rồi. Dồn dập chuyện gì? Thì ai cũng chữa bả hết trơn. Chửi hả? Có ai chửi đâu trời, ta nói mà. Đó, hiện tại thì theo như em ghi nhận lại được lý do như thế nào mà cô Sáu này lại bức xúc đến như vậy. Hai chị chắc không biết rồi, chị cứ nghe lóng thoáng thôi, mình phải tham gia vào xem mới hiểu được. Là lý do những anh em ở trên á bị hăm dọa cũng như là cấm không cho quay nữa, lý do là tại vì đụng tới cô Sáu này. Biết sao không, mấy anh em trên quay á nói như thế này nè, nói á, làm gì làm, đừng ăn hiếp lucky. Đó, thì cô Sáu này chạm tới lòng tự ái của cô, không tự nhiên dí tại giống lucky, ai chịu? Không, anh làm gì giống như kia anh chịu không? Đó, thì bây giờ tức chịu không nổi. Đó, bây giờ sẵn đây thì mấy anh em muốn khuyên cô Sáu ơi, cô Sáu đã lớn tuổi rồi, mình nên sống chậm lại chi xíu, mình đừng có tức quá lại khổ nữa. À, chú Bảy thì hiện tại giờ sức khỏe không yếu rồi, chú Bảy ít lên tiếng rồi đó. Cô Sáu bây giờ thấy cũng mới đâu về hay gì đó, mà cô Sáu giờ lên tiếng mạnh quá. Rồi lên trên trển gặp lại bên qua viên nghĩa trang qua viên á, để mà nói không cho anh em trước ở trển quay nữa, nghe không? Và nói cô nói này nè, để tao lên trển tao nói chuyện tụi bay, cho tụi bay quay tao luôn nè, thử coi tụi bay làm gì, tụi bay nói gì đó, thấy ghê chưa, thấy sợ chưa, thấy ghê chưa đó. Cô Sáu hiện tại bây giờ rất là máu luôn á nha, và nói là những lời nói của cô Sáu rất là mạnh mẽ đó. Những anh em ở trển thì sự mà nghe được những câu nói đó chắc mấy anh em nó cũng quéo cò rồi, quéo luôn á nha, nghe hù sợ. Trời sợ quá trời, sợ luôn rồi, giờ sao? Cả nhà ơi, cứu mấy anh em trên trển với, tội nghiệp quá trời, trời mưa, trời nắng, trời gió ở trên trển. Tại vì một phần cô Sáu đợt này là muốn triệt cho những anh em trên mộ là đi hết, để cô Sáu lên trển, cô Sáu tung hoành. Đúng ghê vậy, có luôn hả? Biết sao? Mà theo anh cái trên mộ thì được, còn đi quay mà lên nữa. Có nghĩa là... Giờ anh lấy ví dụ nha, có hai phía, giờ đủ, đây YouTube có trên mộ, hết đi, đúng không? Còn gì bả giờ bả sử dụng tuổi tác ở trên mộ, còn bả quay cái gì? Không phải tung hoành, có nghĩa là nó cái từ tung hoành mới hiểu đúng không? Anh em ở trên chợ một phần là quay chia sẻ, phần thứ hai nữa là chăm sóc mộ cho bác Năm, đúng. Ở lau mộ, vệ sinh những cái phần ở chợ, những phần cỏ hay là chăm sóc những cây hoa chợ, rồi cúng kiến nó tươm tắt lên, thắp hương cho nó được ấm cúng hơn đó. Rồi tránh những cái trường hợp mà buồn ngãi đem đến nữa. Đó, thấy rồi, trước giờ là rất là nhiều cái chuyện đó xảy ra đúng không? Mấy anh chị thấy không? Có những anh em ở trên đó cũng rất là mừng luôn. Tuy á, là view của anh em giả nó rất là thấp, nhưng mà được một cái á, là khán giả cũng yêu thương. Đúng rồi. Đó, cũng cúng kiến, cũng mua trái cây, cũng mua bông hoa, mua đồ ăn cúng kiến. Xong đó thì cũng có những cái đó anh em để duy trì cuộc sống. Tuy view ít, nhưng mà mấy anh đó em giả nó sống vì cái tâm. Đúng. Đó. Tại vì mình trong cái lúc này là chị Hồng Loan đang phải nói là đối mặt rất là nhiều biến cố xảy ra,
và cái phần mộ của nghệ sĩ, cố nghệ sĩ á, thì phải được canh, được giữ, được bảo vệ, để nhiều khi người ta đem bùa ngải người ta đem tới sao biết được. Anh em chẳng ai tới anh em đều quay để mà lỡ có những cái bùa ngải hay là thải cái gì ở đó đó thì mình còn phát hiện ra kịp thời cả nhà, nên nó rất là quý những anh em đó. Ở trển trển mưa gió mạnh đâu có chỗ nào đâu trú đâu, thấy khổ không đó. Rồi thì cô Sáu muốn triệt hạ những anh em đó để cho cô Sáu tung hoành hay cho đàn em lên đó thì mình không biết được đó. Thì bây giờ đó chuyện cô Sáu thì đã như vậy rồi cả nhà, thì sắp tới đây thì 1-2 ngày nữa thôi thì không biết cô Sáu có động thái nào mạnh mẽ hay không thì anh em sẽ không biết. Thì nếu mà cô Sáu muốn lên trển nói chuyện với những anh em trên trển á, muốn làm việc trực tiếp với những anh em trên trển á, thì mình và cùng nhiều anh em khác sẽ quay lại cũng như là đối chứng lại với cô Sáu này đó. Thì cô muốn làm cái gì đó theo như anh thì giờ phần cô Sáu á, thì Hậu Nhân đã chia sẻ rồi, rồi tới phần anh chia sẻ có câu chuyện nào mới anh chia sẻ thêm cho khán giả biết được không? Thì nãy giờ chiều trưa giờ thôi cũng thấy có một cái thông tin, cái thông tin là của Hát Tử Cung ấy lên sóng nữa, lên sóng nữa. Thằng này nó thì cái giờ này cái cô chú anh chị nha, thằng này bây giờ nó nói là bày mua gắn kế đứng mọi chuyện luôn. Rồi Vĩnh nói gì không? Vĩnh nó không lo nghèo ấy, không lo nghèo hả? Ừ. trời ơi mà chứ không đón nghèo thiệt mà. Trong khi nói là đó giờ là khán giả ủng hộ người ca nhạc rồi bất cứ cái gì nó là tiền khán giả đó, nên lúc mà cũng năm còn sống á đó thì nó đâu có gì đâu đúng không? Còn lúc mà của năm Linh vừa mất thì là nhờ đi học, nhờ buôn bán lại ca hát bây giờ, và nó nói nó là thu nhập của Hồng Loan không bằng của nó nữa. Ồ, tại vì cứ bất nhân quá nên cứ làm được nhiều tiền phải không? Đúng rồi. À, cũng tội nghiệp. Thôi kệ đi, người ta giàu có thì cũng mừng cho người ta. Đúng rồi. À, rồi sao nữa anh? Cái hai nữa, giờ bây giờ anh theo của nó, giờ bây giờ bữa người mày mua cái kế để hướng mọi chuyện hết trơn để hạ chạy đập Loan. Trời ơi, có vậy luôn hả? Có luôn. Cũng tiếc thiệt sự. Rất là lâu rồi em không có xem cái kênh của đó nữa, sợ em cũng không nắm được nhiều thông tin. Đó, thì hôm nay anh nghe nói là nghe mát hồn. Theo như em nghĩ á, anh này anh nói về Hồng Loan nghèo thì em cảm nhận thấy đối với em thấy á, thì lúc mà cố ca sĩ mất đi rồi á thì chị Hồng Loan lúc đó rất là khổ luôn. Đúng. Và được chị Ni đến, chị Ni giúp đỡ rất là nhiều từ lĩnh vực này đến vực kia, và cũng như là chị mới đầu tiên á là chị mở cửa hàng ăn giặt nè đó, được khán giả yêu thương, xong đó chị dành dụm nữa chị mở thêm một cái cửa hàng túi sắt đó, anh Hải quản lý, và kia thêm nữa thì mở thêm được một cái cửa hàng mới nữa là cửa hàng mỹ phẩm, được cô chú chị yêu thương, và chỉ làm trong đó dành dụm ra nếu mà có những cái hoàn cảnh nào khó khăn nè, khi mà bà con gặp mặn ở Bến Tre thì chị cũng đi xin dưới chị giúp đỡ cho bà con, tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của chị và cùng những anh em đi theo đó, đúng không? Tự bỏ tiền túi mình ra, không có kêu gọi quyên góp ai hết nào. Và những cái theo như em cảm nhận, những cái chỗ mà viện dưỡng lão nè, rồi những trẻ em mồ côi nè, và những cái mảnh đời bất hạnh mà bị bệnh đau nè, chị cũng dang rộng vòng tay, tuy nó không nhiều nhưng tấm lòng của chị đến đó thì giúp đỡ, nó rất là hay luôn á. Anh Thám Tử nó làm được nhiều như vậy hay không? Nếu mà Thám Tử bây giờ mình nói, nếu mà nó không có nhờ mà sự mặt đồng mạng á, bây giờ vô tuổi rồi vậy hả? Tại vì cái vòng phút online á là khán giả đã ủng hộ tới 300 triệu nè. Nếu không 300 triệu nó dễ vô tù rồi, phải ngồi đi ngồi bô mình nói né nó nọ nói như vậy thì đợi camera của Hồng Loan đâu. Trời ơi chứ vậy nè, nói biết luôn á, chứ trước vòng thấp vòng online là đó anh chưa làm, chưa rành luôn á. Cái thời đó là vòng online là cách đây nếu mà ngày xưa á, đúng rồi, trước cái drama của Hồng Loan cũng lâu rồi. Ví dụ khi nghệ sĩ nghỉ Thám Tử Cung nhà nói Hồng Loan nghèo này, tóm lại là đủ chuyện là toàn là câu yêu câu like thôi, câu yêu câu like đúng không chị? Có nghĩa là sai sự thật, không có chia sẻ đúng sự thật, câu yêu câu like rồi hả, nói người ta bán ế nữa, bán ế không có ai mua. Rồi thậm chí nói đụng tới cả YouTube nữa, anh em quay trước nhà Hồng Loan cũng nói luôn, tha ai đâu, chị thánh người cho xấu vậy trời, quá xấu, câu yêu câu like thôi, tóm lại câu yêu câu like
chứ không có sự thật nào mà nói về Hồng Loan hoặc là làm những cái việc làm gì đó. Tối ngày cứ dùng cái máy soi soi bói hai biểu soi người này thôi Hồng Loan xong soi qua ni đủ thứ kiểu các kiểu, tóm lại là còn là một câu câu vi cô lai để kiếm tiền. Đó. Ngày trước đó, em cũng có xem cái cửa này nói chuyện, nói qua mình nói đúng ra là anh này nói chuyện nữa, cái nhà thật sự thì thấy nói chuyện mới đầu là thấy cũng hay. Từ cái lúc cái ngày mà cái bạn Thiên Ngân á, bạn đứng ra bạn xô cái một cái người nào đó để ảnh hưởng chị Hồng Loan á, là nói xấu về chị Hồng Loan á, thì đợt đó anh ta lên anh ta nói á, Thiên Ngân á là cạch kênh thì này kia. Lúc đó thì anh em đây thấy là lúc đó là Thiên Ngân đâu có làm YouTube đâu, mình không biết cái nào, mà trước giờ thì thấy bạn này cũng vẫn đi quay, cũng vẫn chia sẻ, nhưng chưa thấy làm những động tác nào ảnh hưởng chị Hồng Loan là quá nhiều. Nên lúc đó thì thấy vậy, nghe anh em nói ồ sao ông này kỳ quá, rồi thôi cái mình không nói chuyện tới nữa, không câu nữa, là biến câu đó. Mỗi lần lên thấy toàn du khống không à, mới thì nhớ cái đạp hoàng hẩm mà du khống cái vụ mà kem không, tóm lại đủ chuyện hết trơn à. Mình có bản lãnh, mình là đàn ông thì mình lấy cái hộp kem đó mà đưa lên đi. À, cái vỏ này của Hồng Loan nè, à, công ty Hồng Loan nè, bên công ty mà Hồng Loan chè Hồng Loan đang bán nè, cái nhất nè, cái hai nữa cái hộp kem này cũng là của Hồng Loan nè, mà đưa rõ ràng cho cộng đồng mạng cô chú anh chị trong nước và nước xem đúng không chị? Đúng rồi. Còn cái này không có để luôn, chỉ đưa cái đích thôi. Đó, đó còn, là xạo rồi. Cái vỏ hộp kem đó biết của ai? Đúng rồi, nguồn gốc từ đâu ra? À, rồi nói du khống cho, nói là của Hồng Loan. À, xài 2-3 năm rồi. Trời ơi, hàng nếu nói thật sự ra thám tử lùn nè, nếu mà không có drama của Hồng Loan thì làm gì mà có tiền để sống không? Đúng rồi đó, mà nói em thu ra từ cái drama này thu về lợi nhuận biết bao nhiêu tiền. Đúng rồi, đến đâu phải đến với Hồng Loan là thật sự là vì Hồng Loan thương yêu đâu, mà nói tóm lại là vì vụ lợi, có cái chữ tiền trong đó. Ngày trước em nhớ rõ ràng một lần á, là Khứa vẫn bảo vệ chị Hồng Loan nha, về sau rồi bán hàng mà chị Ni chị phát hiện ra là cái Khứa này không đáng tin tưởng nên lội Khứa này ra, đầu cay tức. Tại sao mà không cho tôi vô bán hàng, mà nguồn hàng của Khứa nó không có rõ nguồn gốc nữa, làm sao dám đưa vô, dám bán rồi mai mốt lỡ có gì là Hồng Loan lãnh hết chứ ai đúng lãnh rồi đó. Bởi vậy thành ra chị Ni Hồng Ni mới phát hiện ra chặn lại làm ra giỡn cay cú quay với xe luôn thấy ghê chưa. Con người vậy thì đâu phải là người tốt đâu. Đó. Người tốt là phải theo Hồng Loan tới cái giờ phút này nè, vẫn còn phải theo Hồng Loan, là giống như hai chồng Linh Tí Bích Trâm á. Đó. Là tuyệt vời luôn, người ta thới bây giờ người ta vẫn còn bảo vệ Hồng Loan. Đúng rồi, rất tuyệt vời ha. Đó là Linh Tí và Bích Trâm rất là tuyệt vời. Bảo người ta là như vậy đó, hết mình như vậy á. Giữa chừng nó không bút hàng vô được rồi nó được những sản phẩm đó không có rõ ràng nguồn gốc. Lỡ như bà con hay là những người yêu thương đến mua đồ ăn, lỡ mà ảnh hưởng cái kêu nói em ơi hàng của em nó bị sao mà cô chú không bị đau bụng à, cái nó ôi chị không biết nữa rồi à. Lúc đó là tất cả những cái tội danh là chị Hồng Loan gánh hết, đổ cho Hồng Loan, mà khi Hồng Loan đâu có làm chuyện đó đúng rồi. Ở đâu không á, ách giữa đàn mang vào cổ rồi đâu kỳ cục vậy, mà như em nghe là tim khô bán 1.2 triệu cái vậy, cái gì tôm khô à. Mà thời điểm đó cũng có nghe vụ này, mà con tim khô á nó nhỏ phải nó bự nữa mà 1.2 triệu. Mà hiện tại là giờ em đang thấy Lê Minh bán hình như là 900 hay gì à? 350. 350 hả? 350 à. Thô mà nhỏ xíu vậy mà tao. Là trong biển nữa. Ờ Lê Minh bán có 650 hả? Đúng rồi. Trời. Nửa ký cũng có bán nữa. Ủng hộ cho Lê Minh. Trời Lê Minh rất là tuyệt vời. Mà Lê Minh thì có kênh này mấy anh em thì giả ủng hộ cho anh Lê Minh nha. Và bán nửa ký cũng bán nữa. Trời ơi, Lê Minh. Mình dịch cho chị Loan nữa. Phải là phải nói là nói về Lê Minh đi. Bây giờ nói Lê Minh nè. Ngày trước khi mà Lê Minh anh đến với cái đời drama đứng bảo vệ chị Hồng Loan á, thì có khán giả bình luận trên cho em như thế này, lúc đó em đang like luôn, nói Hào Nhân ơi cẩn thận Lê Minh nha, Lê Minh là ổng là quay xe với cô Mỹ cô Hằng đó, Hào Nhân cẩn thận nha. Cái em mới nói một câu nói thế này, cái em mới nói thế này, nói giờ em không biết sao, nhưng mà hiện tại bây giờ anh Lê Minh anh đang bảo vệ chị Hồng Loan thì mình có thêm một người bảo vệ nữa thì mình mừng, chừng nào mà anh quay xe đi rồi mình tính đó. Bây giờ anh đang bảo vệ mà, ồ mình thêm được một người bảo vệ nữa thì mình mừng thôi. Còn chừng nào mà anh Lê Minh ảnh quay xe lại anh chữa chị Hồng Loan á, thì lúc đó thì mình không theo dõi anh nữa. Đúng rồi. Hoặc là khán giả cộng đồng mạng ta sẽ hiểu được. Còn hiện tại bây giờ anh chị đang ủng hộ chị Hồng Loan, anh Linh Tý và những người trong team rất là dễ thương luôn, rất là đàng hoàng. Và những sản phẩm anh em đi anh bán phải nói là cũng được anh Linh Tý chị Bích Trâm khen rất là nhiều luôn á. Đúng rồi. Ngon. Thiệt, em chưa mua nào ghé mua ủng hộ anh nha anh Lê Minh. Anh Lê Minh phải nói hồi trước em chưa biết ảnh là ai,
và khán giả cũng nói ờ Lê Minh thế này kia, nhưng mà theo em cảm nhận thì mình không thể nào mình nghe một phía khán giả sẽ rất là yêu thương chị Hồng Loan. Nhưng anh Lê Minh anh đến giờ hiện tại là thấy anh đang đến vì đến phải nói là hết mình vì trái tim luôn. Nhưng mà thời gian sau nữa thì sao không biết, nhưng mà giờ phải nói là anh rất là ok đó, lại nói có nói rất là chuẩn, rất là hay đó. Em rất là tôn trọng những người như vậy và quý, tại vì anh bước vào anh làm, anh ở xa anh nói chuyện, anh không đến trực tiếp đó, mà nó xa anh nói với con, nói phải nói khen cho anh Lê Minh rất là hay. Nhưng mà nó rất là nói về cái từ mà đi đi nha. Dạ anh cũng theo của anh Lê Minh anh vậy thôi. Cái từ mà nói đi Marco. Đi Marco à. Tức phát từ đâu ra? Anh nói em. À đi Marco tức phát từ thám tử lùng. Đúng. Mà mày thấy anh Lê Minh này nó phương biện rất là hay. Sao? Nói là tại sao thằng thám tử cung và giờ cho thằng Nipico mà được danh như vậy đó. Thì cái thứ hai nữa, Nipico nó quá nặng đi. Đúng rồi, nói là cái từ Manico là gì mà giống như là một như là nó tặng cướp một trộm cũng cũng như là cái phía sắc thì nó quá nặng. Quá nặng đúng rồi, không có giống nghe giống như cái từ mà giống như là giang hồ vậy đó. Giang hồ đúng không, nhưng mà dùng cho Ni thì không đúng rồi. Theo em nghĩ cái câu nói này nó nói rất là nặng luôn. Đi mà cô có giống như là lừa gạt, lừa đảo này kia đủ thứ lên đời, các kiểu là đều gom cái từ đó. Mày để ý nha, mỗi cái hình thumbnail của Khứa đều để cái từ Ni Ma Cô không? Thì đó, cái từ đó nó thu hút. Thấy cái thấy ông hám tử lồng này nó hù dai rồi không? Cái thù mà đến lúc mà từ đó tới giờ chỉ thấy chị Ni lội nó ra là rất là chính xác. Phải nói chị Ni quá đỉnh. Bởi khác, phải cô chú chị rất yêu mến. Quá đỉnh. Để cho Hồng Loan an toàn vậy mà còn bị tơi bời khói lửa lên bò xuống ruộng luôn đúng không? Phải nói là cái vấn đề này á chị cũng nghe được là trên mạng, trên chị cũng có thể chia sẻ là cái này á, là bữa hổm á là có một cái cô đó, cái chị này nè, chị ở Đài Loan mà không biết là Long với lại là Hậu Nhân có nghe cái này không? Vụ gì chị nói đi. Có nghĩa là cái chị này chỉ lên chỉ post Hồng Loan. Chị nói là Hồng Loan á là buôn bán á, buôn cái việc buôn bán mình bây giờ phết lên á là nhờ ba của mình. Có nghĩa là lúc nào cũng kêu tên ba mình ra. Để cho buôn bán cho người ta, khán giả người ta vô người ta ủng hộ người ta mua. Nhưng bây giờ chị hỏi em là bây giờ mình làm YouTube quay đây lâu rồi, có khi nào em nghe Hồng Loan livestream mà kêu tên ba mình trong cái buổi livestream để bán hàng không? Đó, thứ nhất. Và thứ hai này á, là cái cô này á, cổ chửi Hồng Loan đủ kiểu luôn, là có nghĩa là cô này cổ không biết là người của bên phe nào, nhưng mà chị nghĩ là phe bên kịch cờ á, nhưng mà người của ai thì không biết. Nhưng mà rất là mạnh miệng lên nói Hồng Loan là rất là nhiều, hay là Chí Cảnh á, là rất là vui là có Chí Cảnh. Chí Cảnh xuất hiện kịp thời và chặn đứng cái chị này lại liền. Chặn đứng. Cô chú thấy vui không? Cái cảnh tuyệt vời đó nha. Cô chú chị em mình cho cái cảnh một like. Hay lắm. Chặn cái miệng, khóa cái miệng bà này lại liền tức khắc. Tại bà nói bậy. Đâu có quyền đó được. Hồng Loan có quyền mà. Còn khi mà Hồng Loan kêu tên ba mình là phải cái điểm nào, cái lúc nào đó. Chứ không phải lúc nào Hồng Loan lên bán hàng là đều kêu tên ba mình ra đâu. Đúng không? Em xác nhận dùm chị có phải đúng không? Dạ, đôi khi khán giả nhắc đó, theo nghĩ là đôi khi khán giả hỏi. Nhắc thì mình đúng sẵn đó, mình kêu luôn. Thật sự mà nói đúng đi, nói lại thì ba mình kêu tên thì có sao? Tao có quyền mà. Quyền ba mình nó kêu. Từ khi người ta là kêu tên ba mẹ mình á thì mình chấp. Con này là ba của chị thì chị kêu tên là chuyện đó chuyện bình thường, chị đương nhiên một người con hiếu thảo. Đó, yêu thương ba mình thì mình nhắc lúc nào trong tâm trí chị nghĩ theo em nghĩ lúc nào trong tâm trí chị Hồng Loan suy nghĩ thế này. Con thương ba, nhớ ba, tại vì mà lúc ba mất con không lo được gì nhiều cho ba, nhưng thật sự lúc nào chị cũng nhớ. Ba phù hộ cho con đỡ khổ hơn. Mình nghĩ mình nhớ mình thương là một người con rất là hiếu thảo. Nhà chị đúng không? Tự nhiên cái mắc mớ gì cấp người ta không cho người ta nói cho nhắc ba mình. Rồi khi bởi vì cái sàm với người cái du lý tào lao. Phải nói đến thời điểm bây giờ á, nghệ sĩ ưu tú Du Linh là ba của chị Hồng Loan. Và chị Hồng Loan á là con người con gái bé nhỏ của cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh, cũng như là ái nữ của cố nghệ sĩ. Thì không phải chỉ lên mạng như này kia, nhưng mà sự đôi khi chị đi đâu chị về
chỉ làm bất cứ gì về cũng lên bàn thờ thắp nhang cho ba ông nén hương để nhớ về ba đó. Một người con mà làm được như vậy phải nói là rất là hiếu thảo, rất là biết nhớ tới cha mẹ mình. Phải nói là mình làm người mà biết tôn trọng cha mẹ, biết yêu thương cha mẹ mình á, thì ra đường á thì những người lớn tuổi hơn á, người ta sẽ rất là quý, rất là yêu thương mình, tại vì mình biết kính trên nhường dưới thôi chứ đúng không đó. Cha mình lúc nào mình cũng yêu quý, mình cũng yêu thương, chuyện đó là cái chuyện đương nhiên của người là một bậc làm con rồi. Vì đó thấy chị không, thấy thấy hay không? Hiếm mà... có ai làm được hiếm thật sự. Không phải là đôi khi á mình chảy, mình không có tiền đi, mình làm người bình thường, mình đi lao động, mình đi kiếm tiền, đôi khi cha mẹ ở nhà không có làm chung với mình được. Thế tại như giờ mấy anh em đi làm nghề YouTube thì bây giờ cha mẹ ở nhà thì anh em sẽ rất là ít ở gần cha mẹ. Lúc mà mình được ở gần với cha mẹ mình rồi thì mình rất là mừng, rất là vui đó. Cha mẹ mình mà sao không thương được. Những người nó lên họ du khống, họ bị đặt họ để họ chèn ép những cái buôn bán của chị Hồng Loan để biết chị, để chị không bán buôn được, không làm ăn được. Tại vì những người ghét chị Hồng Loan thì chị nghĩ là rất là nhiều đúng không? Đúng rồi, nhiều lắm. Nhưng mà cái người thương yêu lại còn lại nhiều hơn nữa. Mà nói đúng ra cả nhà thì bước chân ra xã hội, bước chân ra đời làm ăn buôn bán thì nó sẽ có cạnh tranh đúng không? Bây giờ chị bán cái mặt hàng mỹ phẩm hoặc là hàng ăn uống này kia nữa, bán chung mặt hàng chúng ta mà chị bán được tới gánh tỷ đúng không? Nghe ăn tức ở đó, nghe tức ở chứ sao tội, con nhỏ này mới bán này kia nó bán hơn mình tức mà tức mình, chứ ví dụ giờ như vậy nè, giờ mình chứng minh đi là có nghĩa bên ve đó, ve bán được không? Đâu bán được, bán được tức à, là ghét nhiều lắm ha, gánh nặng tức ở nhiều với Hồng Loan cái vụ buôn bán lắm nha. Mình phải xem lại đi cái cách mình bán hàng như thế nào, giới thiệu như thế nào, nhân viên như thế nào. Ở bên đó có được như bên đây Hồng Loan không? Đúng rồi. Thua xa. Ở bên ve đó phải đi học hỏi Hồng Loan nhiều quá kìa. Đó mới được. Mình làm sao mà mình buôn bán mình phải như Hồng Loan như vậy thì mới phát triển, chứ mình đừng có ở mình ngồi tối ngày cái đầu mình cứ nghĩ ra là cách phải đi hãm hại người khác để kinh doanh buôn bán. Thấy người ta đi hát coi nhiều ủng hộ cái cũng ghét, làm gì cũng ghét, mấy người đó không bao giờ giàu được. Không bao giờ cất đầu lên nổi. Khi mà đã ghét rồi đó chị thì bây giờ có làm cái gì họ cũng không có vừa lòng đâu, đúng không? Nó không nói thẳng hay vậy là không có vừa lòng. Giống như chị làm vừa lòng ti đi, mà chị làm cái nào mà thằng quản lý chị nó không ưa chị một cái thôi là nó kiếm chuyện, nó đủ chị ra một chuyện khác, nó làm chỗ khác. Tao muốn mày làm chung chuyện với tao. Ngoài xã hội thì cũng y vậy, như Hồng Loan đang bị y vậy. Nó gì chứ? Mà thường là người coi em. Thì nói về hôm nay cùng đi, hôm nay cùng mấy người gì ta? Người Trung hay người Bắc ta? Miền Nam. Nói tiếng là miền Bắc mà. An Giang mà. Cũng à. Nam mà. Theo cưng nghĩ anh cùng này nè. Nếu cưng làm ai quản lý tài chính? Hả? Dù vậy nói gì nói lại. Chưa mà quản lý tài chính cái gì? Tiền á. Thì nó là sao? Cũng không hiểu hả? Anh hỏi nghe ai biết bao giờ hai chồng cùng làm. Tiền ai giữ? À nói về vợ chồng thám tử chồng. Nó hỏi vậy mới hiểu chứ. Có được chuyện nè, mới hỏi cưng lại nè. Thám tử giữ. Đúng rồi, phải không? Ừ, mình sống sao? Mình làm có tiền cho vợ mình, đúng không? Đúng rồi, làm đàn ông là làm có tiền đưa vợ giữ. Tại vì sao mà nó có nói đó? Vợ là người chăm sóc trong gia đình. Đó, lo con, lo cái, lo tiền nhà, tiền ăn, tiền cửa, xà bông, giặt đồ, nước rửa chén, rồi băng biển này kia cũng là vợ hết. Đúng. Đó, mình chỉ có nói cái là mình xách đích về nhà, mình ngồi xuống rồi cơm bưng nước ốc cho mình sẵn rồi. Đúng rồi. Con này nhìn thấy cặp mắt á là nó hí. Có mũi hình hình, đó, có mỏ nó chu chu, đó là làm sao lấy được của nó. Ý hí là nó dòm dòm vậy nè, coi có lấy được tiền của nó không đó, dòm dòm vậy nè, coi có lấy tiền nó không. Đúng rồi. Đó, không, mũi hình hình là đánh hơi, coi, đánh hơi thôi. Hết vậy nè, để coi ai đụng tới tiền nó không, tiền nó còn đủ không. Đúng còn có mỏ hình hình là chưa kịp ai lấy là nó đã bập lại rồi. Mới miệng miệng ra, nó biết, dạo mới miệng ra đó, anh ơi cho em 50, là nó mở miệng ra tính táp rồi, là có mỏ hình hình đó. Đi ra chưa? Không ăn được đâu. Đánh hơi, nó khửi nữa. Đó. Thấy ghê chưa? Cái người mình làm mình ngộ lắm. Làm 10 đồng, sẽ hết 9 đồng. Ừ. Còn anh đã là 10 đồng. Anh còn nguyên hả? Còn nguyên luôn. Nó ghê. Nó đi lại anh nói của nó đó không được. Làm 10 đồng sẽ 9 đồng á, tùy người, chứ với người nào cũng vậy. Đôi khi có nhiều người đeo vàng gì đó mà anh nói vậy là vàng sao có đeo. Đúng không? Tùy người. Giống như anh nè, anh chưa có vợ nè. Đúng không? Thì anh đi chơi anh sẽ hết tiền thôi.
Còn người ta có gia đình rồi á, người ta phải lo cơm áo gạo tiền ăn uống trong tháng chứ, không ai mà chơi hết 10 đồng xài hết 9 đồng giống như anh, đúng không? Vậy đó. Đúng vậy. Chị giống như chị nè, chị người Nam đúng không? Đó thì theo như chị á là chị làm được 10 đồng chị xài nhiêu? Rồi mình xài 6 đồng chừa lại 4 đồng để dành chứ, không phải xài hết được. Đúng không? Kinh nghiệm, lớn tuổi có kinh nghiệm. Còn anh nhớ tuổi anh không có kinh nghiệm. Bởi anh nói 9 đồng là anh nói là không có xài là không có đúng á. Đúng rồi, đúng xài anh nói là nói chung. Nó giống giống lại là người miền Nam mình á, nó xài không khí, không phải anh nó gom hết là không vậy. Cũng nói chung á tùy thân người. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ không phải mình gom đủ cả nắm mình nói được. Có nhiều á, có nhiều người ta xài ví dụ giờ ta cái tháng lương người ta kiếm được 6 đồng, người ta kiếm 24 đồng, để ta cho nó đủ 10 đồng. Có loại người vậy, có loại người 10 đồng, xài hết 10 đồng, cũng có luôn. Rồi có loại người xài kiếm 10 đồng, xài 6 đồng để dành 4 đồng, giống vậy vậy nè. Để biết sao tại vậy không? Khi mình ốm đau bệnh hoạn, mình phải chừa cái khoản tiền ở lại, chứ dù khi là mình đi chạy, mình mượn ai? Thì nó rất là hay, nó rất là hay luôn nha. Theo như em cũng vậy chị. Em thì không có tiền nhiều thiệt, nhưng mà giờ em làm cái em cũng ăn uống nhín thôi. Đôi khi mà mình bệnh đau, tại vì mình chấp ngã rồi mình biết lúc mà bệnh đau là mình không có tiền thật sự. Tại vì trước đó thì đi làm ăn này kia em thất bại nhiều quá. Bây giờ mình hiểu được rồi, mình hiểu mình cố gắng mình làm mình ăn xài cơ bản đúng tiền. Cái em xài á là cái người của mình nó không có đủ chất dinh dưỡng. Đúng rồi, phải xài đúng rồi. Đúng không? Ông bà cô chú thấy đúng không? Đi làm YouTube này cực khổ lắm, mấy anh em ở đây hả? Suốt cả ngày ở đây nè, đâu có về nhà đâu, bà con chú ăn uống thì cũng thất thường nữa. Đúng rồi. Đó, thành ra mình cố gắng lâu lâu mình cũng phải dẫn đưa vợ con mình đi ăn bồi dưỡng. Dạ. Vậy mới là vui. Dạ. Chứ đừng có nói là mình cứ kiếm tiền mà mình không xài. Có mai mốt là mình bệnh xuống cái tiền đó nó cũng vô đổ sông đổ biển, nó vô bệnh vô thuốc. Dạ. Chứ không phải là không xài nha. Nói chung là mình xài 50-50 đi là hay đúng nhất. Rồi, đúng rồi. 46, mình chừa lại 4 đồng thôi cũng được. Chứ không phải là có dư như vậy là ok rồi. 10 đồng cái không xài gì trơn, ngồi ăn bằng gì. Dạ. Trời ơi, đâu có đâu. Em nghĩ đôi khi nhiều cái nghịch cảnh nó khác nhau. Mình ở quê, mình xài đúng có rồi. Rau, có rác, mình ăn nhiều, mình đỡ tốn tiền nhiều. Ở thành phố thì tự nhiên bây giờ mình có tiền mà mình không đủ chi phí là mình phải xài hết. Nói chung đơn giản, tùy mỗi nơi, mỗi cuộc sống khác nhau. Ở quê thì có thể là có rau, có cá bắt lên thì không tốn tiền luôn đó chị. Không tốn tiền luôn. Cái đó là thật sự nha, chỉ tốn tiền mắm muối đường ngọt thôi, cây nhà nó vừa nó nhiều tốn ít. Còn riêng ở thành phố như cái nhà cái gì cũng tốn, ớt cũng tốn, nước mắm cũng tốn, thậm chí ly trà đá cũng tốn tiền. Nhất là ví dụ như em nè, em ở trên đây nè, em thuê nhà đúng không? Dạ. Nó tốn nhiều lắm đó. Tốn nhiều, xây tới xây lui tới tháng xây tới tiền hoài tới nhà. Tại vì có thời điểm nhà chị cũng đi thuê như ở chị biết, tại vì xây nhà phải đi quay tới cái thấy tới tiền, quay lại tới tiền. Dạ. Cứ hoài cơm, nói chung tóm lại là cơm áo gạo tiền vậy đó. Nói thì giờ mình cứ còn sức khỏe thì cứ cố gắng mình làm, làm bệnh đau tính tiếp, ăn uống thì có tiền có ăn sang tí, không có ăn khổ tí. Ông bà cô chú mình là thương yêu anh và em YouTube quay trước nhà Hồng Loan. Thì ông bà cô chú mình xem hết video, xem quảng cáo, ủng hộ cho anh em YouTube để có những cái động lực để cập nhật thông tin gửi tới ông bà cô chú mình trong nước ngoài nước xem giải trí. Yeah. Sau những giờ phút mệt nhọc. Yeah. Mình tới đây mình còn nữa không hay là mình tới đây mình được rồi tới chia sẻ của Hào Nhân Vlog, Hội KB, Du lịch cuộc sống xin tạm dừng và xuống trước khi xuống live thì Du lịch cuộc sống kính chúc cô chú anh em mình trong nước ngoài nước thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại bà cô chú những video tiếp theo. Trời ơi chị Lanh quá trời. Dạ cảm ơn cả nhà rất là nhiều, lâu lắm mới làm tiếp thử với chị, không tưởng nơi nhà chị Lanh quá. Rồi cảm ơn chị.